Đầu tiên thì muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình những người đã ủng hộ mình và đã an ủi mình suốt những ngày hôm vừa qua. Chuyện tình cảm của mình mà được đưa lên mạng xã hội như thế này thì đúng là kiểu một điều không ngờ. Như trong thời gian, thực ra thì anh Sơn đấy là người mình đã yêu cũng khá là lâu, và thực ra cũng là một người mình yêu nhất. Thế nên là mình cũng không thể nghĩ được là mọi chuyện đã xảy ra như thế. Ra là mình cũng rất cảm thấy có lỗi, bởi vì lúc đấy đã không xử lý được dứt khoát chuyện tình cảm này nên là mới như thế. Vì mình nghĩ là khi chia tay một người rồi thì chia tay chấm dứt là xong kiểu, nhưng mà thật sự là suốt nửa năm qua mình đã phải chịu đựng một cái thứ gọi là bị chính người mình đã từng yêu nhất kiểu dạ dẫm rồi kiểu các thứ. Và mình lúc đấy là đã chia tay rồi, nhưng mà bởi vì mình không thể dứt khoát được kiểu đối với người mình yêu ấy, dù không còn tình thì cũng còn nghĩa, mà cũng không thể nào mà kiểu quá dứt khoát được. Với cả thực ra lúc đấy là mình rất là còn rất là trẻ, chưa trải qua được nhiều cái trong đời, lại còn là kiểu người mình đã yêu nhất nên là cũng không không nỡ làm thế. Nhưng mà trong những cái thời gian mà chia tay rồi thì ngoại trừ bị dọa thì đúng là kiểu do mình đã quá không dứt khoát. Nhưng mà mọi người thử nghĩ xem, bây giờ đối với một người làm kiểu làm dâu trăm họ như mình, cái chuyện mà bị tung ảnh nóng với cả clip nóng lên thì kiểu nó sẽ bị như thế nào ấy. Với một người con gái bình thường bị như thế thôi mà thì đã bị khủng bố rồi, kiểu bị mọi người chỉ trích. Đối với một người làm cái công việc streamer như mình thì liệu rằng nó sẽ còn hơn như thế nào nữa. Sự là mình không thể ngờ được là kiểu người mình yêu nhất đã lại đối xử như thế mình kiểu. Mình biết anh ấy kiểu dạ vì yêu mình quá, thật sự là do tại vì yêu quá nên là mới cố làm những cái như thế, nhưng mà cũng không thể ngờ được là chuyện đến ngày hôm nay lại có thể đặt những cái điều bôi xấu mình như thế. Mình mong là mọi người nếu mà đã xem được những thông tin trên mạng thì hãy là để ý một chút về những thông tin đấy. Ví dụ như là làm sao mà kiểu có thể đặt điều cho mình là kiểu có thai 5 tháng, trong khi đấy tháng nào mình cũng vẫn livestream bình thường, vẫn đi ra ngoài làm việc, quay clip lên hình các thứ. Làm sao mà có thể giấu như thế được, đúng không?
Và đúng là cái quãng thời gian từ nửa năm đến giờ mình đã sống trong quá sợ hãi, kiểu như kiểu là nó bị kiểu khủng hoảng tinh thần luôn ấy. Mình biết là có rất là nhiều người đang vào đây để chửi mình, nhưng mà mình chỉ mong là mọi người hiểu con người thì ai cũng từng có những sai lầm ấy. Mình không nói trong chuyện này mình hoàn toàn đúng, mình không thể nói thế được. Mình cũng có những lỗi sai đối với người yêu cũ, nhưng mà hoàn toàn thì nó không thể nào thật sự là quá ghê gớm như như anh đấy viết được. Mình đọc mà mình còn cảm thấy sốc luôn. Mình mong là mọi người nếu mà xem được cái livestream này thì có thể là kiểu cùng là con người với nhau ấy, thì đừng kiểu phải là chỉ trích mình quá, tại vì thực ra những kể cả ví dụ mình sai với cả người yêu cũ của mình thì cũng không cũng cũng không có kiểu ảnh hưởng gì qua đến ai cả. Nhưng mà mình không hiểu tại sao mọi người có thể đáng sợ với mình được như thế. Khủng bố tin nhắn rồi, những cái comment, rồi những lời chửi bới của những người mà họ cho là kiểu mình biết, cho là kiểu biết đấy là sự thật đấy. Nhưng có ai kiểu liệu có ai đã kiểu từng thông cảm hay từng nghĩ đến kiểu cảm xúc của mình không? Nếu mà thật sự là những chuyện đấy bị oan thì liệu kiểu một cô gái hoặc trẻ như mình thì sẽ phải trải qua những chuyện như nào, những cảm xúc như thế nào? Như mọi người cũng biết là bởi vì quá sợ hãi, thật sự là nhiều lúc mình thậm chí còn không cả giữ được bình tĩnh, không thể nào được cả kiểm soát được cả những lời nói của mình. Nhưng mà thời gian quá dài kiểu khiến mình không thể chịu đựng được nữa, nên mới quyết định là chấm dứt hẳn, thậm chí là còn phải chuyển vào Sài Gòn sinh sống và làm việc để có thể là chấm dứt hẳn được chuyện này. Bởi vì không thể nào để bị dọa dẫm sợ hãi như thế cả đời được. Thật sự mình bị như thế, mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là sẽ lên mạng bêu xấu hay là bóc phốt gì đấy về người yêu cũ của mình cả. Nhưng mà không ngờ là chính mình mới phải là chịu những cái điều đấy. Hôm nay mình chỉ muốn nói là mình xin lỗi, muốn gửi lời xin lỗi đến cả người yêu của mình, bởi vì thực ra là trong chuyện đấy mình cũng có những cái sai. Gửi lời xin lỗi đến gia đình mình bởi vì đã phải chạy theo lo cho mình như thế, đặc biệt là bà.
là thương bà của mình. Hôm trước bà có gọi cho gia đình của anh đấy và muốn là mọi chuyện cùng giải quyết một cách êm đẹp, nhưng mà thật sự là không ngờ đến cả bà của mình cũng cũng bị đối xử như thế, kiểu mình không không thể là tin được là kiểu anh ấy có thể hiểu kiểu quát bà mình như thế được, thậm chí lại còn tiếp tục ghi âm lại những cái bà mình nói. Thật sự bà mình chỉ muốn giúp mình đỡ đi được phần nào, nhưng mà cũng không thể ngờ được là mọi chuyện đã lại như thế. Cuối cùng thì mình muốn xin lỗi là những ai đã là fan hâm mộ của mình trong suốt cái thời gian mình livestream, và muốn cảm người lời cảm ơn đến những ai mà vẫn còn đang bên cạnh mình đến tận bây giờ, vẫn còn đang tin tưởng và an ủi mình, giúp mình có thể vượt qua được cái chuyện khó khăn này. Và mong mọi người là có thể thông cảm được cho mình, bởi vì thực sự là trong chuyện tình yêu thì dù có như thế nào thì người con gái cũng vẫn là một người, mà là người thiệt nhất. Nên là mong mọi người có thể rộng lượng mà bỏ qua cho những cái lỗi lầm cũ của mình, để mình có thể để mình có thể tiếp tục được mọi chuyện một cách bình thường. Nên mình cũng xin lỗi đến những người mà đã bị lôi vào trong câu chuyện, tại vì thật sự là mình không muốn để ảnh hưởng đến ai. Có thể nếu mà có thể được thì hãy nếu mà có thể được thì hãy đổ lỗi hết lên cho mình cũng được. Còn rất là xin lỗi đến những cái bạn mà đã bị lôi vào những câu chuyện này, kiểu lôi vào câu chuyện kiểu không liên quan đến người ta, rất là như thế nó rất là ảnh hưởng đến đến công việc với cả gia đình của người khác. Mình xin lỗi.